Kính thưa đồng bào thân mến, đây là khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Đây là hình ảnh cha trời Giêsu hiện ra trên mây. Người Việt Nam chụp được hình ảnh này trong lúc cầu nguyện ngoài trời. Người chụp được hình ảnh này là người đang thưa chuyện cùng đồng bào. Cha trời Giêsu ra lệnh tất cả các nhà thờ Thiên Chúa giáo hãy để hình ảnh của Ngài nơi trang nghiêm trong nhà hoặc là nơi thờ phượng trong nhà thờ, vân vân. Những nơi trang nghiêm cần để hình ảnh của Ngài. Và cha trời Giêsu đã kêu gọi người Công giáo hãy làm gương trước. Thế nhưng tôi đã kêu gọi bao nhiêu năm nay mà những người Công giáo hầu hết đại đa số đã chưa làm bổn phận của mình đối với lời mời gọi và cảnh báo khẩn cấp của cha trời Giêsu. Việc này những người Thiên Chúa giáo, nhất là những người Công giáo, cần phải thông báo cho Roma giáo hoàng được biết gấp, bởi vì đây là sự việc của cha trời Giêsu ra lệnh như thế. Những ai coi thường sấm lệnh này thì sẽ bị cha trời Giêsu khiển trách đích đáng. Tôi nói trước để sau này quý vị đừng có trách móc tại sao Thánh Gióng chúng tôi không cảnh báo cho đồng bào được biết gấp. Y sư Thánh Gióng kính chào tạm biệt. Đồng bào mau mắn vào trang website faithgodjesuschrist.com để xem xét và học hỏi về những phép lạ này, cùng lúc phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp.